từ trước tới giờ thực hiện trộm cắp tài sản được mấy lần mà? Đây chưa có lần nào. Tòa án nhân dân xử. Mấy tháng? Xe đó là xe gì? Từ sau khi mà bị người dân phát hiện á, bỏ chạy làm sao nữa? Bỏ chạy xuống đám ruộng, qua đám mì và qua đám tỏi, và tới đám cao su và tôi leo lên cây cao su trốn. Để kiếm tiền tôi dạy sinh mạng. Được cái việc mà đi trộm cắp tài sản. Cái lúc mà lấy xe vậy rồi có ai trông coi xe không? Lúc mà bị phạt một năm tù về tàn trữ trái phép chất ma túy qua hầm á, đóng án phí rồi xong hết chưa? Nào giờ chọn mấy lần rồi?